Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ tiếp theo của mình nữa nha. Và hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề, đó là nuôi hamster giữa lồng sắt với lại thùng nhựa nha các bạn. Đó, ở đây mình có một cái lồng nhỏ nhỏ, đó là một cái thùng nhựa để mà review cho các bạn xem. Thì tùy theo bạn nha, các bạn nuôi thùng nhựa, các bạn nuôi cái hộp nhựa nhỏ hơn cũng được, đó tùy theo bạn. Rồi và mình sẽ nói những cái ưu nhược điểm và sự khác nhau giữa nuôi lồng sắt và thùng nhựa. Và một cái nữa là mình thấy nuôi các bạn nuôi thùng nhựa, các bạn hay khoét những cái lỗ ở trên cái nắp như này. Đây là cái nắp của thùng nhựa nè các bạn. Đấy. Các bạn hay khoét những cái lỗ này cho nó thoát khí đúng không? Đó, thì theo mình thấy cái cách là khoan những cái lỗ nhỏ nhỏ như thế này là sai nha. Còn một tí nữa, khoảng giữa video mình sẽ nói sao cái cách này là sai nha các bạn. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Rồi và trong cái video này thì nói chung là những cái nội dung mình đưa ra đều là những cái nội dung của bản thân của mình tự suy nghĩ ra. Và trong quá trình mình nuôi hamster thì mình suy nghĩ ra để mình chia sẻ cho các bạn thôi, chứ mình không gọi là chuyên nghiệp hay là gì lắm đâu. Đó, vì thế là các bạn có xem cái video này, thứ nhất là các bạn có thể xem để tham khảo, thứ hai là các bạn xem cho vui ra cũng được. Đó, nếu như mà các bạn thấy video này ok, hợp lý thì các bạn có thể tham khảo nha. Tại vì mình thấy khá là nhiều bạn nuôi cái thùng nhựa này nhưng mà nuôi sai cách thì dẫn đến hamster của bạn một bị chết, hai là bị sốc nhiệt. Mình thấy có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình rồi, vì thế là mình muốn chia sẻ để cho những bạn nào nuôi hamster á thì hamster của bạn nó sẽ sức khỏe nó ok hơn. Rồi bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính của ngày hôm nay luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ nói sự khác nhau giữa lồng sắt và thùng nhựa khi mà các bạn nuôi hamster dành cho các bạn nào bắt đầu và những bạn nào dự định nuôi thêm hamster nữa. Thì bạn muốn mua lồng hoặc là suy nghĩ giữa lồng và thùng nhựa thì bạn có thể tham khảo video này của mình. Thì đối với lồng sắt thì như các bạn đã thấy nè, đấy, thấy không, nó rất là đẹp luôn. Đây mình lấy cái thùng ra một bên đi. Đấy, lồng sắt thì người ta sản xuất, người ta làm theo cái quy trình rồi thì nó khá là đẹp luôn các bạn. Nó có nhà nè, cầu lầu nè, để cho con chuột leo lên đi xuống nè, cầu tuột có để cho con chuột leo lên đi xuống luôn. Và đặc biệt là nó có sẵn cho các bạn nguyên một combo là vòng chạy, bình nước và một cái chén ăn ở bên dưới. Đấy, và màu mè đồ các thứ rất là đẹp luôn. Rồi còn về cái phía lồng á thì lồng của nó thì nói chung là đảm bảo an toàn cho mấy con chuột rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Những thanh sắt này rất là chắc chắn, con chuột của bạn nó sẽ rất là khó hoặc thậm chí là không thể nào mà chui ra những cái thanh như thế này. Đấy, trừ khi là một cái số con chuột nó khôn quá các bạn, nó có thể mở cửa được á, thì cái đó thì các bạn lưu ý là phải khóa cửa lại chắc chắn nha. Đấy. Rồi, nhà rồi có sẵn luôn và các bạn mua về các bạn chỉ cần để chuột vào nuôi thôi, không cần làm thêm gì hết, để thức ăn rồi lót chuột là nuôi thôi. Đó, là cái thứ nhất. Còn về cái thùng nhựa này á thì các bạn đã biết rồi. Khi mà các bạn mua về á thì chỉ có cái thùng này thôi. Thì các bạn thứ nhất là các bạn phải chế lại làm sao mà cho nó thoát khí được cái thứ cái kiểu. Đó, các bạn có thể khoan lỗ được cái thứ cái kiểu thì một tí mình sẽ nói về cái việc khoan lỗ thoát khí sau nha. Đó. Rồi, thì các bạn phải làm lại cái thùng thì các bạn mới nuôi được. Rồi đồng thời là các bạn phải mua thêm đồ chơi nè, đó, bình nước nè, rồi chén ăn, đấy, vân vân. Thì các bạn nào muốn mua nhà đồ thì các bạn có thể gọi là để vào thêm. Rồi và cái thứ hai là về giá. Giá thì nếu như mà các bạn mua một chiếc lồng như thế này thì hiện tại mình đang bán giá là 170.000. Đây là lồng hoàng tử loại vừa thôi, các bạn có thể nuôi một con, nuôi hai con thì nó hơi chật cho các bạn. Đối với cái thùng nhựa á thì khi các bạn mua về thì cái thùng này mua ngoài chợ nha, mà nói mua ngoài chợ thôi là nó giá là khoảng là 50.000 một cái. Đó, cái thùng này hình như là bao nhiêu lít ta? Cái thùng này chắc cỡ khoảng 10 lít đó các bạn. Cái thùng này khoảng 10 15 lít gì đó. Thì nó giá khoảng 50.000 một chiếc thùng như thế này. Đấy. Rồi các bạn đi về, các bạn phải mua thêm vòng chạy nè, bình nước, chén ăn và các bạn có thể mua thêm một cái nhà nữa vừa vừa. Thì trung bình là cho nó khoảng là 140.000 các bạn. Thì các bạn có thể tiết kiệm được khoảng 20-30 ngàn. Đó, tùy theo shop bán nữa thì các bạn có thể tiết kiệm được 20-30 ngàn. Thì số tiền đó các bạn có thể là mua thêm đồ ăn cho nó ăn để mà nó có thể bồi bổ hơn. Rồi, và về cái phần mà diện tích để nuôi á, thì các bạn mua một chiếc lồng như thế thì giá khoảng hơn 100.000 rồi. 120, 130, 140, 150, 160, 170. Thì shop bán thì nó chỉ có một cái diện tích gọi là vừa phải các bạn, khoảng đâu đó là 20-mấy cm thôi. Thì nói chung là một chiếc lồng này các bạn nuôi một con thì mình thấy cũng là hơi chật chật á, nhưng mà nói chung là cũng tạm ổn đó. Còn đối với việc các bạn mua một cái thùng nhựa như thế thì các bạn có thể nuôi được hai con,
mà nó khá là rộng rãi luôn. Đó, các bạn có thể nuôi được hai con nha. Cái bề dài của chiếc lồng, cái chiếc thùng nhựa này nó có khoảng là 40 cm các bạn. Còn bề rộng thì nó có khoảng 25-26 cm. Thì các bạn có thể nuôi hai con dòng chuột nhỏ thì nó khá là rộng rãi luôn. Đó, thì cái về cái không gian nuôi á thì thấy là nuôi bằng thùng nhựa nó sẽ thoải mái hơn. Và đặc biệt là những bạn nào mà thích cho chuột của mình nó thoải mái, đó, nó rộng rãi, hoặc là các bạn nào mà muốn để nhiều đồ chơi đó, thì các bạn mua thùng nhựa về và nuôi, hoặc là các bạn có thể nuôi hầu kính hoặc là hầu vi ca, đó tùy theo các bạn. Còn về việc mà vệ sinh đồ đó các bạn, thì mình thấy là cái thùng nhựa nó cũng đơn giản hơn đó, thì các bạn chỉ cần lấy đồ chơi ra và vệ sinh đồ rất là đơn giản luôn đó. Còn cái phần thùng này thì kỳ xà bông các thứ kiểu rất là dễ dàng luôn. Còn về cái phần lồng thì các bạn có thể phải là tháo lắp ra thì nó hơi cầu kỳ một tí, hoặc là mấy cái chi tiết đồ nó ngóc ngách đồ thì các bạn phải cần vệ sinh nó cực hơn một tí đó. Thì các bạn có thể lưu ý hai cái điều này để mà các bạn có thể đưa ra đáp án chọn cái cách nuôi nào riêng của mình nha. Và theo mình thấy là những bạn nào mà những bạn học sinh hoặc là những bạn nào mà muốn tiết kiệm chi phí á, thì mình khuyên các bạn nên mua thùng nhựa. Đấy, thùng nhựa thì các bạn phải lưu ý là mua thùng hoặc là chọn thùng hoặc là chọn hộp nhựa cái thành nó cao một tí nha, cao là phải trên 15 cm thì con chuột của bạn nó không leo ra được. Đấy, đối với những cái thùng như thế này mà các bạn nuôi mà các bạn không lấy nắp thì có thể các bạn nuôi bia á, thì chiều như cái diện tích nuôi bia thì cỡ này là nuôi cũng được rồi, nhưng mà cái chiều cao á thì mình nghi là con bia nó sẽ leo qua được đó, nó có thể leo lên cái nhà hoặc là leo lên cái chén ăn, nó leo qua đó thì nó rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý là các bạn nuôi như cái này thì các bạn phải đậy nắp lại. Đấy, còn cái nắp thì chế như thế nào á thì một tí mình sẽ nói sau nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ nói về cái phần nắp. Cái nắp này á thì mình thấy có nhiều bạn mua về và không có biết làm lại như thế nào á, thì các bạn chỉ thấy người ta khoét lỗ, đấy, lấy cái kéo hoặc là cái khoan đó đâm những cái lỗ nhỏ 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 này. Đó, rất là nhiều lỗ này luôn. Đó, thì các bạn nghĩ là nó sẽ thoát không khí, nó sẽ vào những cái lỗ đó và sẽ giúp cho cái chuồng của các bạn nó, mấy con chuột của bạn nó hít thở được, đúng không? Thì cách này cũng đúng, nhưng mà chỉ áp dụng được cho một cái thời gian ngắn thôi thì mình thấy nó ok. Còn nếu như mà các bạn nuôi lâu dài, nuôi mỗi ngày luôn, nuôi từ 1 năm, 2 năm á, thì mình thấy cách này nó không ok tí nào, và thậm chí là ảnh hưởng đến con chuột của bạn rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn khoét những cái lỗ nhỏ nhỏ như thế á, thì không khí nó vào, nó vẫn vào các bạn, nhưng mà nó vào rất là ít. Cho dù các bạn khoét nhiều thế nào thì không khí nó vào nhưng mà rất là ít. Đặc biệt là nếu như mà nhà của các bạn có gió rồi nó thổi vô quá thì không thể nào mà nó vô những cái lỗ nhỏ nhỏ như thế được. Vì thế là khiến cho cái môi trường các bạn nuôi nó sẽ trở lên nóng hơn, đặc biệt là những ngày hè như thế này á, thì môi trường bên ngoài nó đã nóng rồi. Thì các bạn nghĩ đi, ở trong cái chuồng như thế này các bạn nuôi hai con chuột thì chắc chắn là hai con chuột của bạn nó sẽ nóng hơn rất là nhiều khi mà các bạn khoét những cái lỗ như thế trên cái nắp thùng như thế này. Đấy, đặc biệt cho những bạn nào mà ở miền Bắc rồi đó thì thời tiết nó có khoảng 40 độ đó, thì các bạn nghĩ đi, trong cái một cái hộp kính như thế này, một cái hộp kính như thế này đậy nắp lại nữa thì chắc chắn hai con chuột của bạn nó có thể bị sốc nhiệt là chuyện bình thường. Đấy, hôm trước có một bạn nói mình nuôi như thế cũng khoét cái lỗ như thế luôn đó, và các bạn đó hình như ở ngoài miền Bắc hay là gì đó thì dẫn đến là con chuột của bạn chết mà không hiểu nguyên nhân sao nó chết luôn đó. Thì hỏi ra là mình mới biết là như thế là nó bị ngợp, một con chuột của bạn bị ngợp, hai là nóng quá nó chịu không nổi nó sẽ dẫn đến nó chết. Thì cái cách này thì mình thấy nó không ổn, nó không gọi là an toàn cho lắm cho những con chuột của các bạn. Thì để mà nuôi thùng nhựa, các bạn chế lại và các bạn muốn nuôi lâu dài ổn thì các bạn phải mua một cái tấm lưới nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn có thể xin ai đó một cái tấm lưới. Thì các bạn cắt một cái đường hình chữ nhật như thế này. Mình có là một cái thùng mẫu, một tí nữa mình sẽ để lên cái video này cho các bạn xem tham khảo luôn. Đó, các bạn cắt một cái hình chữ nhật rồi ốp cái tấm lưới nó lên. Thì tùy theo các bạn muốn cắt hình chữ nhật lớn cái nào cũng được. Thì khi các bạn đậy lên lại như thế này thì không khí nó sẽ vào có thể thoải mái hơn. Đó, và có gió rồi đó thì nó sẽ luồn vào đây nó thoải mái hơn, làm cho bên trong chiếc hộp nhựa, chiếc thùng nhựa nó sẽ không khí nó sẽ thoáng hơn, và đồng thời là không khí từ bên trong cái thùng nhựa nó sẽ thoát ra ngoài tốt hơn, dẫn đến là môi trường nuôi của mấy con chuột này nó sẽ gọi là ổn định hơn nha các bạn. Nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ mát hơn, không làm cho con cái chuồng của bạn nóng quá. Đó, dẫn đến là mấy con chuột nó bị ngợp hoặc là nó bị sốc nhiệt nha. Đó. Rồi, thì mình thấy có nhiều bạn nuôi thùng nhựa thì nó hơi bị sai cái chỗ này một tí. Thì nếu như mà các bạn đang nuôi mà khoét những cái lỗ trên như thế này thì các bạn có thể làm lại cái chuồng của bạn. Các bạn có thể mua lưới về hoặc là xin một tấm lưới nhỏ nhỏ thôi. Thì các bạn có thể ốp lên cái nắp như thế này thì các bạn nuôi nó sẽ ổn định hơn nha, nó sẽ ok hơn nha. Rồi, và trong cái video này thì mình chỉ muốn chia sẻ một cái nội dung nhỏ nhỏ như thế thôi. Đó, thì
Nếu như mà các bạn thấy video này hay á thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều cái video chia sẻ nữa cho các bạn xem nha. Rồi và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. À quên nữa, hiện tại thì mình đang bán một chủng nha các bạn, quảng cáo một tí nha các bạn. Thì lòng đồ mình bán bằng đủ nha, thức ăn rồi đầy đủ luôn, như bạn ở xa nào mình ship được hết luôn, và ở gần thì có thể ghé qua nhà mình mua luôn nha. Rồi và cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video gần nhất nha. Xin chào các bạn, bye bye.